Em chào tất cả các bác nhé. Đã đến với kênh chuyên hôn lan rừng Đắk Lắk của em. Thì tối nay em có vài đơn cho các bác sưu tầm. Mở bát đơn đầu tiên là đơn số 1 nhá, là một cây trâu to, trâu lớn nha. Là đơn này có giá là 650k. Đó, một cây trâu là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, tiếng như là trâu thì lá của em nó cũng như sừng trâu luôn. Đó, không ai có thể chê được em này. 1 2 3. Cái này 3,5 cặp lá nhá. Đó. Rất hợp với bác nào mà muốn làm vườn mà chưa có giống thì đây. Đó, đang có hai nhành trái của nó nha bác nhá. Hai nhành này các bác về có thể ươm luôn này. Còn một nhành này thì các bác phải đợi đến Tết, qua Tết này. Đó. Là đơn này đơn nguyên bản nhá. Đó, là một đơn đầu tiên là đơn trâu to là 650k này. Đó. Rồi em chuyển sang đơn số 2. Là một đơn dành cho bác nào mà đam mê, có niềm đam mê với những loại gọi là va. Đó, đơn này thì thường thường á là như năm trước em bán nhá, là những cái loại lá dài này thì có hai anh chúng được hoa trắng nhá, là đều lá dài hết nhá các bác nhá. Đó. Thì đây là đơn số 2 là 300k. Đó, là ba trâu lá dài này. Đó. Một này, đó lá rất dài luôn nhưng không phải nó sụ xuống nó xấu đâu các bác nhá. Hai này, em này thì em mini này. Đó, lá rất đẹp luôn. Lá này lá tre luôn này. Ba này. Đó. Lá này thì không phải chê vào đâu được nữa rồi. Chỉ có cái này thì một ít này sâu nó ăn thôi nhưng mà không sao hết các bác nhá. Đó, là đơn số 3. Các bác yên tâm đi, em bán hàng là cực kỳ rẻ rồi ạ. Đó, à đơn số 2, còn đây đơn số 3 nhá, là hai trâu xếp nhá. Hai trâu xếp nguyên bản luôn này, một này. Đó. Lá xếp rất đẹp luôn này. Hai này. Đó. Cái này lá nó ở trong rừng về thì người dân người ta làm đấy nhá. Tép một ít nhưng không sao hết ạ. Đó, là lá gốc thôi. Đó, hai này. Đơn này là đơn số 3 là có giá 220k này. Rồi, chuyển sang đơn số 4. Đó. Là 7 nhạn nguyên bản nhá, là 400k này. 7 nhạn mà chỉ có 400k thôi các bạn. Đó, một này. Hai này. Cái này cây nó non, cái lá nó mới ra, nó qua mùa khô nó cháy rừng xong bây giờ nó lá nó cực kỳ dài luôn. Nó là loại lá lướt 3 4. Đó, cái này là có hai em, hai chị em đang mọc gần nhau luôn này. Đó. 5 6 và cây cuối cùng 7. Đó, rất đẹp luôn. Là đơn này chỉ 400k thôi nha các bác nhá. Đó. Em chuyển sang đơn số 5 là một đơn combo nhá, là quý tím này, bạch ngọc hải âu, một đơn rất lớn này các bác này, rồi sóc này, rồi thêm cây dâu lỗi lá cho bác nhá. Đó, đơn này có hai giá 200k này. Một đơn này là đơn này cũng phải 2 ký mấy 3 ký đó các bác. Đó, về các bác nào mà muốn làm vườn đó thì nên sưu tầm mấy cái đơn này nhá. Đó, rất nhiều. Rồi sau đây em chuyển sang đơn số 6 là hai nhạn nguyên bản khủng, không có khủng đâu, nó to thôi mà lá xếp rất đẹp luôn, là 400k nhá. Rồi, một cái này nó to lắm các bác nhá, chứ không phải là ấy đâu, nhỏ đâu nhá. Đó, các bác nhìn thế này thôi chứ còn nó to hơn cả cái dép của em luôn này. Đó. Một này, hai này. Đó, hoa nhạn đây, có mặt hoa cho bác chiêm ngưỡng luôn này. Hoa này thì nó đang chuẩn bị tàn rồi nên nó chuyển màu ố rồi. Đó, cái này là thuộc dạng đấy nhá, lá xếp này, xếp rụt rịt luôn này, gần như rụt rịt luôn này, hai cây này luôn này. Đó, đứa này là 400k. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ hốt em nó về sưu tầm. Rồi em chuyển sang đơn số 7, đơn combo 200k nhá. Đơn này là gồm 10 bụi báo hỉ này. Đó, 10 bụi báo hỉ nhá bác nhá. 10 bụi báo hỉ và 1, 2, 3, 3 cây trâu lỗi lá nhá. Đó, 3 cây trâu lỗi lá này. Và thêm bạch ngọc hải âu, một đống bạch ngọc hải âu này. Rồi nhất một bụi nhất điểm hồng này, hai bụi nhất điểm hồng nhá. Quế tím này. Rồi một bụi đen đôi trường sơn này, chỉ có giá 200k thôi, bác nào yêu thì nhanh tay sưu tầm này. Đó, đơn số 7 nhá. Em chuyển sang đơn số 8, tiếp tục là một đơn combo tiếp này. Đó, đơn số 8, đơn này cũng là báo hỉ này. 10 hơn 10 bụi báo hỉ nhá. Đó. Và thêm hai cây trâu lỗi lá này. Đây các bác này, nhìn này, cây này lỗi lá này.
Và cái này này, cái này cây to luôn này, nhưng mà nó chỉ bị cái lá dưới này không có vấn đề gì đâu. Đó. Cái này là như kiểu bọn nó về bọn nó trồng hay sao, nó bắt đầu nó mang đi nó bán. Nhưng mà cái này nó về nó mới trồng, rễ nó cắt nó vẫn còn mới này. Cái này bôi keo vào, keo sơn móng tay này. Đó. Nó mới trồng thôi các bạn, rễ bên cắt rễ còn mới mà, rễ còn chưa héo nữa mà. Đó, và cẩm báo nè, rồi bạch cũng bạch ngọc hải âu nè, rồi quế tím nè, mấy cây cẩm báo, ba bốn cây cẩm báo các bạn, rồi sóc nè. Đó, đơn này có giá 220k thôi này. Rồi chuyển sang đơn tiếp theo là đơn số 9 là 6 cây trâu. Đó, cái này 300k nhá. 6 cây trâu mà chỉ có 300k một này các bạn này. Cây nào cũng năm ngoái cũng đã có hoa hết rồi nhá mấy nhá. Đó, cây này có này nè. Rồi cây này là coi như em kỷ niệm này. Đó, em tính 5 cây thôi. Cái đấy em kỷ niệm đấy. Nhưng mà với 300k mà các bác được những đơn như thế này là rất đẹp luôn này, tuyệt vời luôn. Đó. 5 cây trâu. Một cây là đấy, đó, đơn này 300k này. Em chuyển sang đơn số 10 nhá, là 13 cây trứng bướm, là từ 5 cặp lá trở lên nhá bác nhá. Đó, những cây như thế này là bác này. Đó, đang hoa, đang nụ hết rồi các bác này. Đó, lá xếp thì như chân rết luôn. Đơn này 300k nhá. Đó, cái này là hai cây này, em tính hai cây này. Nói chung cái này là 3 4 cây luôn nhưng mà em tính hai cây thôi. Đơn này là 5 cặp lá trở lên hết này. Đó. Đó. Trứng bướm bác nào mà biết ươm hạt nữa thì đúng bài luôn, đang có quả nữa này. Đây này, cái ngồng nụ nó các bác này, cái này là có ba ba ngồng nụ này. Đó. Rất đẹp luôn, nụ hết rồi các bạn, cái nào cũng nụ hết rồi. Đó. Đó. Trứng bướm này thì các bác yên tâm đi, không dễ chết đâu, bởi vì là cái rễ này nó còn đang bám ở những cái vỏ cây các bạn, rất dễ trồng luôn, trồng tiểu cảnh đúng mà. Đó, đơn này là đơn lớn nha, trứng bướm lớn này là 300k này. Đang chuyển sang đơn trứng bướm nhỏ này, trứng bướm nhỏ là 18 cây 200k. Không phải trứng bướm nhỏ là nhỏ đâu nhá, em tính là từ 3 cặp lá đến 4 cặp lá thôi này, 4 cặp rưỡi lá thôi này. Đó, cây nào cũng ấy nhá, còn những cây còn cái này là có 2 3 cây là dưới như thế này này. Đó, dưới 3 cặp lá là em bỏ vô nhá, là chỗ này cả ấy hai cây hai ba cây ấy là nó đến 20 21 cây đó các bạn. Đó, bên này chỉ 200k thôi này. Rồi em chuyển sang một đơn nữa là đơn 12 15 cây trâu giống mít nhá. Đó, trâu giống mít này, cả to cả nhỏ nhá. Nói chung là em bán mà bây giờ mà đếm từng cây một là bộ nhớ điện thoại nó ấy các bạn, ghi nó cao quá em đăng không nổi đâu, không thể đăng được video đâu các bạn. Nó chỉ cho 15 phút quay lại thôi. Thì đây là 15 cây trâu giống cả to và nhỏ nhá. Đó, nó như thế này thôi. Các bác về các kênh của em bán là uy tín, các bác nhìn kênh của em là biết rồi. Đó, thì về cứ đếm, nếu mà không đủ thì cứ comment nha. Đó, là đơn này là trâu mít, giống mít nhá, 15 cây là 450k này. Rồi em chuyển sang đơn số 13 là 5 trâu mít nhá, 5 trâu mít vừa nhá. Đây là lớn nhá. Đó. Là cũng 450k thôi này, một này. Hai này, ba này, lá rất dày, kẻ rất rõ luôn các bạn này, lá dày nhá, to nhá, bản lá to nhá, bốn này, đó, năm này, em này mặc dù còn non tơ nhưng mà lá cũng rất to này, đó, rồi em chuyển sang đơn số 14 là 25 trâu giống nhá, 25 trâu giống như thế này này các bạn này, một đống này, là vườn thì thỏa thích luôn, giá 400k nhá. Đó, em bán nhanh nhanh ấy chứ không phải là hàng đẻo hay này kia mà em lướt qua đâu, các bác cứ nhìn lại những cái video trước em bán hàng là các bác biết này. Đó, đây là đơn số 15 là 4 trâu lá ấy nhá, chưa xuống lá gốc nhá, là 480k này, là 4 trâu nhá. Đó, đây các bác nhìn này. Đó, vẫn còn giữ được lá gốc nhá, còn những cái chỗ này nó xuống lá là hồi nhỏ đấy các bác. Đó, hồi nhỏ tất nhiên nó phải xuống một hai lá rồi, cái điều đấy là mình không thể cảm được cây rồi, tự nhiên mà. Đó, nhưng mà cái này là vẫn còn giữ được gốc này, gốc còn ngắn tí này, rễ nó mọc ngay lá luôn này các bác này. Đó, hai cây này, ba cây này. Những đơn như thế này thì các bác nên sưu tầm này,
Đó, bởi vì nó chưa ra hoa là nào hết. Đó, 4 cây này. Đó, đơn này là 480k. Em chuyển sang đơn số 16 là cũng là ba trâu vẫn giữ được lá gốc nhá. Đơn này chỉ có 400 thôi. Đó, một này. Cái này thì lá nó bị ấy tí, như kiểu là mưa ấy, nó lá nó cồn cồn tí, nhưng không phải nấm hay là ấy gì đâu. Còn nếu các bác muốn ăn chắc thì về cứ xịt thuốc vào. Đó, một này. Hai này. Đó, nó mới xuống là một hai lá gốc hồi nhỏ thôi. Ba này, em này em trâu lá dài này. Nhìn như cánh máy bay luôn. Đó, đơn này 400k này. Chuyển sang đơn số 17 là 150k là đơn sóc nhá. Đó, một đơn sóc như thế này là chỉ có 150k thôi. Sóc khủng này, những cây này cây mẹ hùng con này. Đó. Em tính rồi, còn cây này là như cái quạt bà tiêu luôn. Rồi. Đó. Em chuyển sang tiếp là đơn số 18 là 12 cây nhận giống giá 120k này. Đó. 12 nhận giống nha các bác nhá. To nhỏ lẫn lộn. Đó, là 120k thôi chỗ này. Em chuyển sang đơn số 19 là 5 nhạn, 5 cây nhạn nhá, là giá 220k này. Một này, đang mặt hoa đồng hành nhá. Đó, có trái luôn, thích hợp bác nào thích ươm. Hai này. Ba này. Đó, em này là em chân dài tới nách này. 4 này. 5, em này là em mẹ bồng con nhá. Đó, đơn này 220k này. Rồi em chuyển sang một đơn số 20 nữa là đơn 9 cây nhạn lá lướt nhá. Là 400k, đó. Đó. Này lá lướt chứ không phải là ấy đâu mấy bác nhá, không phải là giáng hương đâu nhá. Giáng hương không phải như thế này đâu. Các bác nhìn nhiều bác cứ lầm tưởng là cứ bảo giáng hương chết em đấy. Đó, lá bóng luôn này. Giáng hương không phải như thế này đâu. Đây. Đó. Các bác xem thông cảm là nhiều đơn em không thể đếm được. Bởi vì nó nhiều cây quá rồi ấy á. Đếm là sợ bộ nhớ nó không đủ là bắt đầu không tải được video nên các bác thông cảm em nhá. Đó. Rồi đơn số 21 này là 4 nhạn nguyên bản lá lướt này. Đó, là 350k thôi. Một này. Lá bóng loáng luôn. Như kiểu lá non đấy các bạn. Hai này. Ba này. Bốn này. Đó. Rồi em chuyển sang một đơn nữa là đơn số 22. Là một đơn quế tím nhá. Đơn này chỉ có giá 200k thôi. Đó, một đơn quế tím rất lớn luôn. Đó, 200k. Thêm một cây trâu nguyên bản nữa nhá. Cây trâu nhỏ nguyên bản. Cái này không phải là ấy đâu. Cái lá của nó bị gãy em vặt đi á, nhưng mà vẫn còn lá bên này này. Đó, 200k. Rồi một đơn nữa là đơn số 23, 6 nhạn nguyên bản. Rụt rịt, xếp rụt rịt nhá. Gần như là lá mít luôn á. Có cây là cây lá mít luôn, có cây lá mít nha các bác nhá. Còn đâu là rụt đi hết nhá. Là đơn này 500k. Một. Các bác làm gì thấy được nách lá. Không thể nhìn ở đây không qua được bên kia đâu. Hai. Đó. Lá này mùa mưa, mùa khô nó hơi cháy tí không sao hết đó. Hai này. Ba. Các bác nhìn bao nhiêu lá là có một khúc như thế này mà. Thấy chưa? Ba cặp lá mà có một đoạn nữa khoảng 2-3 sen này thôi nhá. Không thể bàn, không phải bàn về độ rụt rịt của em nó. Đó. 4. Rụt thì khỏi phải nói rồi. 5. Đó, các bác nhìn là có biết này, chứ không em không cần phải giải thích nhiều. Và 6. Cái này là 3 cây nhá các bác nhá. Đó. Lá này, cây này cây lá mít luôn này, gần như là lá mít luôn này. Mít xếp luôn này. Đó, rụt rịt lắm. Rồi. Đó, đơn này có giá 500k nhá. Rồi em tới đơn cuối cùng là đơn số 24 là hai cây nhạn nguyên bản nhá. Hai nhạn này có giá 200k thôi các bạn. Đó, một này. Em này chân nó rất là dài luôn này. Hai này. Đó, rồi. Thì hôm nay em chỉ có một số mặt hàng như thế thôi. Các bác nào yêu mến em thì đến với kênh, thì yêu mến đơn nào thì các bác cứ gọi điện theo số điện thoại của em đang trên màn hình nhá các bác nhá. Và bác nào mà xem mà không yêu đơn nào nữa thì các bác vui lòng cho em một chia sẻ vào các hội nhóm trong Facebook cũng được các bác. Rồi em xin
Cảm ơn các bác nhé. Chào các bác.